Hi, chào các bạn, mình là Kelvin và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi xem đường phố Manila những ngày gia hạn cách ly nó sẽ khác biệt như thế nào nhé. Ok, let's go. Tôi đã có mặt ở tại đại lộ Ayala của Makati. Giờ chúng ta thấy đường phố rất vắng vẻ, rất ít phương tiện. Các bạn thấy là rất ít phương tiện di chuyển ở ngoài đường, chỉ có những người giao hàng hoặc là những người đại diện gia đình đi mua đồ nhu yếu phẩm thôi. Đây là đường hầm dưới đường Ayala, bình thường rất nhiều người, nhưng hôm nay rất là vắng rồi. Đây là giấy thông hành dành cho mọi người khi ra đường. Mỗi gia đình chỉ có một tấm thôi. Và nếu các bạn không có tấm giấy thông hành này trên tay khi ra đường thì nguy cơ bị bế lên phường rất là cao. Những người đi làm ở dưới đường hầm này sẽ rất là đông người này. Hầu hết các quán ăn đều đóng cửa. Và nếu có mở cửa thì mọi người sẽ không ăn tại quán mà sẽ phải ship đến tận nơi. Và phía xa kia chúng ta có thể thấy là quân đội đang trấn giữ để kiểm tra những người không có giấy thông hành. Rồi đi siêu thị nha. Siêu thị bọc ni lông hết rồi. Bảo an toàn. Hi. Long time no see. Đây thì nó không bị trống vắng như là cửa hàng rau củ quả. Rau củ quả đã bị hốt sạch rồi. Thì bây giờ ít người ra đường. Định mua vài gói nước xả vải nhưng bây giờ mua hết sạch rồi. Còn xà phòng nữa. Mua vài lon nước rồi. Chúc mọi người luôn luôn khỏe mạnh và đoàn kết để chúng ta cùng nhau đánh bại Covid-19.